Cây piano này sẽ làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về dòng đàn piano của Trung Quốc. Xin chào mọi người, mình là Mạnh Hùng đến từ Top Piano VN. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà một cây đàn được cho là có cấu hình mạnh mẽ nhất trong phân khúc tầm khoảng 12 triệu đổ về, đến từ thương hiệu Nook, có mã là NPK20. Thì thương hiệu Nook là của tập đoàn Cherub, là cái tập đoàn này sẽ sản xuất về những cái thiết bị âm thanh điện tử hàng đầu tại Trung Quốc nhé, và được rất là nhiều người bên Trung Quốc đánh giá rất là cao. Đó thì mời cả nhà cùng xem bên trong đàn có những cái gì nhá. Đây là mình đang sẽ làm một cái video để bóc hộp trực tiếp cái đàn này. Đó, một cái đàn nhìn rất là nhỏ gọn thôi. Đây là cái giá nhạc của đàn này. Đó, giá nhạc mình nhìn thấy là khá là rộng này ạ. Đây là cái cây đàn đầu tiên mà mình thấy là được tặng thêm kèm cả khăn lau của thương hiệu Nook luôn. Cái này mà ví dụ mà khăn của Apple là có khi là lên triệu mấy rồi. Mình nghĩ thế, mình thử xem. Tiếp theo mình thấy có một bảng, một quyển sách hướng dẫn. Đây, mã đàn này, thương hiệu này, tập đoàn là Cherub này. Đó, nó được tặng thêm hai cái sticker logo phản quang này. Cái này kiểu như là này. Đây là cái phiếu bảo hành cả nhà. Wow, nó được làm từ kiểu nhựa, chất lượng cũng khá là cứng cáp. Và cái logo của Nook. Cái Nook này thì có những cái hãng này họ làm những cái loa ấy cả nhà, rất là nổi tiếng tại Việt Nam nhé, và rất được anh em trong giới âm nhạc kiểu acoustic khi đi biểu diễn thứ dùng dòng Nook này rất là nhiều. Đấy thì ngoài những cái thiết bị âm thanh đấy ra thì piano Nook là còn đặc biệt làm về dòng đàn. Và những cái dòng đàn piano Nook này có một chất lượng tương đối là tốt trong khoảng giá. Và cái quan trọng nhất là cái giá thành của đàn piano Nook này cũng rất là tốt cả nhà. Đây, mời cả nhà cùng xem này. Bên hông đây là cả nhà sẽ thấy là bên hông này là sẽ có một cái pedal này. Pedal này chắc phết. Chắc là nguồn học cái này rồi. Đây, nguồn đàn này. Thì mình chưa có cái này, nó có cả chân gỗ, nhưng phiên bản chân gỗ thì sẽ đắt hơn thêm tầm khoảng 2 triệu cả nhà. Chân gỗ cộng với lại là ghế cứ sẽ đắt thêm tầm 2 triệu. Cho bây giờ mình sẽ đặt tạm cái đàn này lên trên cái ghế này, và mình sẽ thử âm thanh cộng với lại là công nghệ của cái con đàn này sẽ có những cái gì để mà cái hãng người ta nói là nó có cái chất lượng gọi là cái cấu hình mạnh nhất trong cái giá của thương hiệu này nhé. Theo mình tìm hiểu thì là cái dòng Nook này có cái hệ bàn phím Hammer Action là từ Nga tổng hợp. Đó, Nga tổng hợp thì có nghĩa là gì? Thì ngà tổng hợp thì mình cũng sử dụng những cái dòng đàn rất là nhiều rồi. Ngày xưa ấy, người ta làm bằng ngà voi, nhưng mà bây giờ ngà voi thì nó đã bị cấm rồi. Đó, thì bây giờ là người ta tạo ra những cái dòng nhựa và có chất lượng kiểu những cái thành phần kiểu như là gần như là ngà voi luôn. Đó, người ta gọi là ngà tổng hợp. Và Hammer Action bên trong này, con bên trong cái búa này này, búa đàn này, phím đàn này là sẽ có, quên, không phải là búa đàn mà là trong phím đàn nhá, là được bọc gỗ nha cả nhà nhá. Một cây đàn có ngoại hình rất là đẹp luôn, NPK20. Có hai phiên bản, một bản phiên bản là NPK2 là dành cho thị trường nội địa Trung Quốc, thì là toàn chữ bằng tiếng Trung. Còn NPK20 là thị trường các nước trên thế giới nhá. Thì con này thì có cả xuất đi Mỹ, xuất đi các nước Đông Nam Á rất là nhiều cả nhà. Mọi người có thể xem ở những kênh trên ITB, nó sẽ có rất là nhiều bên họ đánh giá và so sánh cái bộ đàn này. Đây mình cắn thử cái pedal này. Thì về cơ bản mình đánh giá cái ngoại hình con này thì rất là đẹp cả nhà, nhỏ gọn, nó giống cái dòng P của Yamaha, nhưng mà mình thấy là nó có vẻ chắc chắn hơn và phím nó thích hơn rất là nhiều. Cái dòng P của Yamaha thì nó là dòng giá rẻ và nó nhỏ gọn giá rẻ, cái phím đó. Phím này bấm rất là thích cả nhà nhé. Đây mình bấm mà không có volume thì là mọi người nghe này, những cái đàn mà tiếng cái dòng IDP ấy, cái tiếng lạch cạch nó vẫn có nhá, bởi vì nó là dòng phím hệ phím nhựa và cao su rất là ít. Còn con này là phím Hammer Action.
là công nghệ phím gần như là phím giả cư rất là tốt rồi. Cắm nguồn và xem âm thanh thực tế của em máy này. Hiện tại thì Top Piano Việt Nam đang phân phối chính hãng cái dòng nút NPK20 này, và bên mình sẽ bảo hành 2 năm của hãng luôn cả nhà nhé. Có nghĩa là trên chính sách bảo hành của hãng là sẽ bảo hành 2 năm tại nhà cho quý khách. Đằng sau đây thì có cổng con này có một cái đặc biệt nữa là dùng được cả mic này và dùng được cả Bluetooth cả nhà nhé. Có nghĩa là các đường cắm mic để mình vừa hát, mình vừa đánh, chơi nhạc các thứ luôn. Thì mình thấy rất là tiện, cổng USB MIDI cái thứ đầy đủ hết, Bluetooth này, đó. Trong quyển sách hướng dẫn sử dụng này thì sẽ có tất cả các chức năng của em ấy. Quan trọng nhất là mình thấy cái này cũng đẹp. Cái đàn thử này. Đó, mình cái đàn để tặng này dưới đây nhá. Bật nguồn xem. Wow, đây là cái đàn đầu tiên mà mình thấy là một cái đàn có logo phát sáng như thế này. Để cả nhà nhìn thấy không? Cái logo NUX phát sáng này. Phát sáng lên rất là đẹp luôn. Volume nhìn tiếp. Các chức năng cái thứ này kia nó chỉnh cảm giác là cái này là cái chỉnh các quãng được nhá, không nghĩa là gì. Theo mình tìm hiểu thì là mình có thể chỉnh phần bass này, nó bị méo tiếng đi một tí hoặc lên tông một tí này. Không phải lên tông mà ý là cái tiếng nó sẽ bị kiểu hiệu ứng lên một tí. Đó, có màn hình, đây là màn hình không cảm ứng được, nhưng mà được cái là hiển thị rất là sắc nét luôn. Nhìn như một cái màn hình điện thoại xịn luôn nhưng mà nó sẽ không cảm ứng được thôi. Nhưng nó sẽ hiển thị tất cả những cái chức năng mà mình chọn trên đây. Có demo, play này, record này, Bluetooth này. Các phím kiểu piano cơ bản, organ này, đó, tiếng string hoặc là con này có điệu tiếng. Nói chung là đúng như nhà sản xuất công bố thì nó là có cái gọi là cái thông số hiệu năng cái thứ là gọi là tốt nhất trong cái phân khúc giá khoảng 12 triệu đổ về, thì mình nghĩ là ở Việt Nam bây giờ cũng rất là ít có, hoặc kể cả trên thế giới luôn cả nhà nhá. Trên thế giới những nước nổi tiếng về sản xuất đàn như kiểu Nhật hay là Mỹ hay là châu Âu thì cũng không có những cái dòng đàn kiểu như là tầm giá như thế này và chất lượng cộng với lại là chức năng như này được. Đây, mọi người thử âm thanh của em ấy nhá. Vậy mình lấy cái ghế nhá. Đây, mời cả nhà cùng nghe thử âm thanh đấy và mấy. Cái này mình nghĩ là sẽ có cái bản mà 14 triệu ấy, mà nó có chân gỗ thì nó nhìn nó sẽ xịn sò hơn đấy cả nhà. Thế bên chân gỗ nó nhìn nó cứng cáp hơn. Còn ví dụ như mình đây là đang dùng chưa có chân này thì là 12 triệu là đầy đủ phụ kiện này, gồm nguồn, giá nhạc, sách học cái thứ là đầy đủ tặng hết nhá. Trường ví dụ mà 12 triệu rưỡi là sẽ tặng kèm thêm chân sắt này cộng với ghế đó. Còn ví dụ 14 triệu là sẽ tặng kèm thêm không phải tặng mà là ý là thêm cái chân gỗ này là 14 triệu cả ghế cả phụ kiện luôn. Bây giờ mình người sẽ xem em của mình trải nghiệm cây đồng này nhá. Có vẻ nó hơi bị ngồi hơi thấp đúng không thầy? Âm thanh nó này. Thank you.
Wow, trong tầm giá 12 triệu thì đúng là con này nó sẽ làm cho mọi người phải có một cái ánh nhìn khác về cái đàn piano đến từ nông địa Trung Quốc cả nhà. Thì thực sự là mình thấy cái phím của nó, cái hệ phím của nó bấm rất là thích. Cái lực phím nó đẩy lên và nó bấm nó thịt thịt, nó chắc ấy, chứ không phải là nó kêu lạch cạch như những cái đàn đàn cũ tầm khoảng 12 triệu hoặc những dòng đàn mới đâu cả nhà nhé. Và màn hình sắc nét như này cộng với lại là những cái chức năng tăng dịch tông này, MIDI hoặc là Bluetooth cái thứ này kia, là những chức năng đấy là có hết này. Và có cả điệu tiếng, có cả chia hai tay, nghĩa là một bên là đệm, một bên là chạy cái thứ này kia, hai kiểu hai nhạc cụ ấy, thu âm được tầm khoảng 3-4 track ở đấy. Thì mình thấy là thực sự trong tầm giá với như thế này, cái độ hoàn thiện này cộng chất lượng và vừa cộng với lại thương hiệu đến từ nổi tiếng của Trung Quốc như này, thì mình nghĩ đây là sẽ là một cái cây đàn gọi là cũng phải gọi là phá đảo trong cái tầm giá khoảng 12 triệu cả nhà nhé. Thì ví dụ mà cả nhà muốn mua đẹp hơn ấy, mà có chân gỗ này thì là thêm mất tầm khoảng 2 triệu nữa là 14 triệu, thì cây đàn nhìn nó sẽ đẹp hơn và mình mọi người muốn bê đi bê lại thì mình có thể là tháo ra khỏi cái chân gỗ đấy, hoặc là 12 triệu rưỡi thì có cả chân sắt đó. Và cả nhà cần mua thì liên hệ với cái fanpage của mình nhé, hoặc là trang cá nhân của mình đó, với cái ZL mình đặt ở trang cá nhân nữa đó. Và hẹn gặp cả nhà trong những video lần sau nhé.